Chương trình sẽ được tiếp nối với những thông tin trong lĩnh vực y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bệnh viện chợ rẫy thiếu thuốc chống thải ghép, bệnh nhân ghép thận phải mua thuốc bên ngoài, thì Bộ Y tế thông tin việc bệnh viện chợ rẫy thiếu thuốc chống thải ghép khiến cho bệnh nhân phải mua thuốc ở bên ngoài là sự việc không mong muốn. Và Bộ này cũng đang chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia khẩn trương đấu thầu cấp quốc gia. Bộ Y tế cho biết công tác đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá chưa có kết quả do phải rà soát danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia trước thời điểm mở thầu. Và hiện nay, Hội đồng đàm phán giá thuốc đang tích cực triển khai đàm phán giá đối với 66 thuốc biệt dược gốc, trong đó có các thuốc chống thải ghép sử dụng cho bệnh nhân ghép thận. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên đàm phán số lượng lớn các thuốc biệt dược gốc cùng với nhân lực phục vụ cho công tác đàm phán giá còn hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ đàm phán giá. Bộ Y tế đang chỉ đạo Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia khẩn trương triển khai công tác đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia và đàm phán giá ngay khi có kết quả bộ y tế sẽ thông báo kết quả trúng thầu và thỏa thuận khung để các cơ sở y tế triển khai và thực hiện